bạn ơi, này có con cua gì đây? Con cua màu xanh này. Xanh gì đây nhở? À màu xanh da trời đấy. Bây giờ mình bắt vào đây nhá. Wow, các bạn ơi. Wow, ở đây có con cá sấu nó đang gặm chân con cua này. Wow, bây giờ mình sẽ giải cứu con cua này nhá. Wow, mình sẽ lấy cái máy ủi này này. Mình sẽ ủi bạn cá sấu đi này. Wow, mình đẩy được con cá sấu ra xa rồi các bạn ơi. Wow, bây giờ mình sẽ bắt con cua này nhá. Wow, các bạn ơi, đây là một bạn cua này. Bây giờ mình sẽ đi tìm tiếp nhá. Wow, lại một bạn cua màu trắng này bạn ơi. Trên lưng của nó màu xanh này. Ôi, con cua này càng sợ chưa? Ôi, cái càng của nó to chưa? Ôi, nó bò rồi. Wow, các bạn ơi, nhìn này. Cái càng của nó to chưa? Ui, to lắm. Wow, nó đánh đá nữa chứ. Bây giờ mình bắt bỏ vào đây nhá. Wow, bây giờ mình bạn máy múc đi tìm tiếp nha. Gì? Wow, đây là cái con gì đây nhỉ? Wow, đây là một bạn ốc sên này. Wow, một bạn ốc sên màu xanh đấy các bạn ạ. Wow, bạn ốc sên này bị nhuộm màu xanh. Wow, mình sẽ đặt bạn ốc sên ra đây và mình đi tìm tiếp nha. Wow, các bạn ơi. Ui, ở trong bụi cỏ này có nhiều con gì đây nhỉ? Wow, đây là một bạn tôm này. Wow, một bạn tôm đấy các bạn ạ. Mình cũng cầm bạn tôm này về nha. Wow, ở trong hang có nhiều con gì đây này các bạn ơi. Wow, đây là một bạn tôm nữa này. Mình kéo bạn tôm này ra nhá. Wow, mình sẽ lấy máy ủi này, mình ủi cái đám cỏ này ra nhá. Wow, mình ủi được ra đây rồi. Wow, ở trong đây có gì đây nhỉ? Wow, có một bạn cua này. Bây giờ mình sẽ tìm cách để lấy bạn cua này ra nhá. Wow, mình cầm được bạn cua này các bạn ơi. Bạn cua này. Ôi, trong hang này còn có gì đây? Wow, là một bạn thỏ đấy các bạn ạ. Wow, bạn thỏ này hay chưa? Bạn thỏ này màu vàng này. Wow, hôm nay mình tìm được nhiều con vật thế nhỉ?